Và đây chính là sản phẩm chính của chúng ta hôm nay, nhân vật chính. Đây, không biết là có giống như chúng ta mong đợi hay không. Rồi mình sẽ quy ra. Rồi mình cảm thấy cũng hơi phê tay, mình không biết đó có tốt hay không. Đấy, mình mua trên Tiki thì rất là tốt, nhưng trên sân đỏ thì mình không biết thế nào. Rồi. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review khui hộp cái camera Fujitouch của hàng DJI. Mình mua trên sân đỏ xem nó có tốt như mình đã mua ở trên Tiki hay không. Và cái clip này mình quay để mình chứng minh rằng xem cái sản phẩm này có thực sự tốt như nhà sản xuất đã đề ra hay không. Thì mình mua trên Kitty thì nó quay được 4K này, nó không bị lỗi gì hết. Mình sẽ khui hộp cho các bạn xem. Rồi ok, chúng ta cùng khui hộp xem sản phẩm như thế nào khi chúng ta mua ở trên sân đỏ. Rồi ok, chúng ta cùng mở hộp thôi. Và đây chính là cái sản phẩm chính hôm nay. Đây chính là camera gimbal của hãng Fujitouch của DJI. Mình mua trên sân đỏ. Và hôm nay mình sẽ khui trực tiếp để mình làm clip review để mình chia sẻ lên YouTube cho các bạn tham khảo. Nếu tốt thì hãy mua để phục vụ công việc vlog của mình. Và đây chính là cái hộp camera Fujitouch của DJI mình mua ở trên sân đỏ tại shop của thế giới điện máy. Rồi mình sẽ cho các bạn xem qua ngoài hộp thông tin sản phẩm. Đây thì như mình thấy thì nó đúng là nguyên siêu, nhưng mà cái đường chỉnh này mình thấy hình như là có bên shop bên nào đó cũng đã mở và đã đóng gói lại. Đây, và clip này mình cũng làm cái clip chứng minh luôn. Đây, sau khi mình khui hộp quay kỹ cho bạn xem. Rồi đây, cái này là phải là nguyên siêu theo mình nghĩ, cái này là do người ta bọc lại thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui ra này. Khi mà mình mua ở trên Tiki thì mình cảm thấy nó rất là đẹp, vuông vắn, nó cũng phải như thế này. Và đây chính là cái chiếc camera mà chúng ta đang quan tâm, đặc biệt là những anh em làm vlog. Thì mình sẽ review và mình sẽ test thử luôn xem nó có thật sự như ta mong đợi không. Nếu mà lỗi thì chúng ta có thể đổi trạng. Thì sản phẩm này thì nhiều người review và mình cũng đã sử dụng rồi nhưng thấy rất tốt. Nhưng hôm nay mình mua trên sân đỏ xem nó có thật sự tốt như các shop khác bán không. Rồi đây, cái này ta không quan tâm, và trong này mình xem còn gì nữa. Đây cũng là cái chỉ dẫn của nhà sản xuất Fujitouch. Và phía bộ hành, và đây chính là cái hộp đựng máy của chúng ta. Thì ở đây gồm có cái hộp đựng máy và một cái cáp sạc Type-C. Đây, một cái cáp sạc Type-C và một cái dây đeo được tặng kèm. Rồi đây chính là cái quyền đi kèm.
cái này ta cũng có thể chế và lắp vào cái ốp này để chúng ta đeo hoặc là đeo trực tiếp ở trên máy. Và đây chính là sản phẩm chính của chúng ta hôm nay, nhân vật chính đây, không biết là có giống như chúng ta mong đợi hay không. Rồi mình sẽ quay ra. Rồi mình cảm thấy cũng hơi phê tay, nhưng không biết đó có tốt hay không. Đấy, mình mua trên Tiki thì rất là tốt, nhưng trên sân đỏ thì mình không biết thế nào. Rồi hôm nay mình sẽ chứng kiến cho các bạn xem. Rồi thấy nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt. Rồi bây giờ mình sẽ lần lượt. Đây là chính là cái ốc sạc và một cái hai cắm thẻ nhớ, mà dưới này là cái cắm tripod để ta đứng lên. Rồi thì bên phải đây chính là cái nút nguồn và một nút ta điều hướng. Rồi mình sẽ lột cái bóng ngoài này ra, sau đó mình sẽ khởi động cho quan sát. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động cho các bạn xem nhé. Vậy mình đã khởi động lên, nó sẽ rè các bạn, không biết các bạn có nghe không. Đây, nó đang rè. Đấy, nó rất rung luôn. Đây, mình sẽ đặt sát cái camera cho các bạn nghe. Đây, rất là rè luôn. Đấy, cái này mình nghĩ theo thầm nghĩ đây là do lỗi bên nhà sản xuất, mua về chắc lại để cho con nít chơi không dùng được, thì mình chỉ review để làm chứng minh một sân đỏ nó có tốt như trên Tiki không. Đây, đây là hàng trên sân đỏ được bạn. Đấy, quay thực tế cho bạn xem luôn, chứng minh luôn. Đây, bây giờ mình sẽ về đồng lại đầu cho bạn xem. Rồi mình sẽ đặt ở đây. Đây, mình thấy nó rè không? Nó rè. Đấy, mình sẽ đặt gần cho bạn xem. Đấy, nó rè. Đấy, đấy. Bây giờ mình sẽ đặt xuống cho bạn nghe này. Đây, mình không biết bạn có nghe thấy không, nó rất là ra luôn. Ra như thế này thì làm sao chúng ta dùng được. Đấy, đấy, rất là ra. Mình do motor nó không ổn định. Đấy, rồi chắc lại mình rất thất vọng. Rồi chiếc máy camera này, đấy, nó tự xoay, các bạn thấy không, nó ra mà nó tự xoay luôn. Đấy, đấy, mình không cho đụng, nó tự xoay luôn vì nó có ra, nó rung quá, kẹt, nó tự xoay luôn. Rồi vậy mình xin kết thúc clip của mình tại đây.